các bạn có thấy hoành tráng không? Mình mở tiệc ăn mừng và cũng như là ăn mừng một cái sự kiện cực kỳ quan trọng, và nó là cột mốc đầu tiên mà Minh đạt được. Là trong vòng 2 tháng qua, Minh đã tập kênh làm YouTube và cũng biết bao nhiêu khó khăn, và được mấy anh chị nâng đỡ cũng như là giải thích và chỉ bảo những cái điều mà nên làm và những cái gì không nên làm, và những cái điều mà mình nên tránh ở khi mà mình làm vlog YouTube như thế nào. Và hôm nay mình đã đạt được 1.000 subscriber và rất là cảm ơn tất cả các anh chị em đã cùng hỗ trợ và đồng hành với mình trong thời gian qua. Thì ngày hôm nay mình có làm một vài món để ăn mừng, coi như là chúc mừng cho cái thành công đầu tiên mà mình đạt được, là được sự yêu mến của tất cả mọi người, cũng như là có những cái bình luận khen có, chê có, và có những bình luận góp ý cũng có. Và thông qua những cái bình luận đó thì mình cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả những người nào mà đã yêu mến mình, và những cái anh chị nào mà theo dõi kênh của mình và có những cái ý kiến rất là hay, rất là hữu ích, và kêu mà góp ý để cho cái kênh của mình có thể phát triển tốt hơn. Và những cái điều mà mình chia sẻ trên YouTube là những cái thông tin mà mình biết được và mình cũng từng trải qua, và có những cái là mình học ở trên mạng, và cũng có nhiều cái là mình trải nghiệm ở ngoài đời, thì mình rút ra được những cái kinh nghiệm hữu ích và mình đem lên YouTube và muốn chia sẻ với tất cả mọi người là cái kinh nghiệm sống của mình. Có cái sai, có cái đúng, thì có nhiều cái là nó sai, mình hiểu chưa có tới vấn đề, thì mình đôi khi mình nói ra nó không có được suôn sẻ, hoặc đôi khi là những cái là vấn đề đó mình nói nó chưa có đúng, nó chưa có tới, thành ra nó chưa có đúng. Tại vì người ta thường nói một câu là một nửa sự thật không bao giờ là sự thật, cho nên đôi khi những cái gì mà mình nói mà nó chưa có tới thì nó không có đúng. Thì các anh chị cũng có góp ý với mình, thì mình chân thành cảm ơn tới những cái anh chị đó đã có lòng hảo tâm muốn xây dựng mình tốt hơn. Và ngày hôm nay mình mở tiệc ăn mừng cũng như là gửi lời cảm ơn tới tất cả anh chị em nào mà đã đăng ký kênh của mình, ủng hộ mình trong thời gian qua nhé. Bây giờ mình cùng vô nào. Vô. Đây là món sushi lần đầu tiên mình tự tay làm. Rồi đây là món ốc len xào dừa, và đây là thịt bò xào bông cải. Thịt bò xào bông cải mình xào rất là nhiều cho cả nhà ăn luôn. Đây. Cho ông xã mình rất thích ăn món này. Cho nên em đã xào rất là nhiều cho cả nhà ăn luôn. Còn nước tương này thì em pha bằng bột tạt, ớt bằm với tương. Để gì vậy? Thịt bò nó hơi dai. Và nãy giờ cái này em xào cũng lâu rồi nên nó bị nguội. Nó bị nguội đi mất rồi. Trong thời gian qua em làm YouTube có những cái sai sót gì thì mong anh chị có thương thì góp ý cho em, chứ đừng có vô chửi em quá. Tại lần đầu tiên mình lên mình nói những cái quan điểm của mình, đôi khi là những quan điểm đó của em là nó chỉ đúng về cái phần suy nghĩ của em thôi. Và nó sẽ không đúng với một số suy nghĩ của một số người khác. Tại vì á, người ta nói á, là có những cái đúng ở thời điểm hiện tại thôi, nhưng mà thời điểm tương lai và quá khứ thì nó sẽ không đúng.
cái bò hơi dài, dài quá luôn. Chắc giờ em không biết cắt thịt bò hay sao. Đúng rồi, em cắt sơ xuôi nè, cắt sơ xuôi cho nên nó dài quá. Chấm em thích nhất là chấm thịt bò với có một, ví dụ mình chấm mức tương mà có chút xíu bù tạt á, mù đạt nó rất là thơm. Từ khi em thấy ông xã em ông tập cho em ăn bù tạt em mới biết ăn. Em sẽ ăn thử món sushi này coi. Mọi người nhìn đẹp không? Lần đầu tiên em ăn sushi luôn á. Ngon, lạ miệng. Cái này làm theo kiểu là đem mang theo ăn, đem mang theo rồi ăn khỏi phải muỗng đĩa. Món ốc này em sẽ ăn cuối cùng. Kênh YouTube của em là làm về cuộc sống Mỹ, nói lên những cái điều tốt ở Mỹ và những cái điều mà em gặp phải, đôi khi là những cái tình huống mà giữa bên Mỹ và bên Việt Nam nó không có giống nhau, thì em sẽ biết cái tình huống nó như thế nào. Đôi khi là nó là những tình huống dở khóc dở cười. Em sẽ quay video và em đem lên, em để lên trang của mình để cho mọi người cùng cùng nghe chơi cho vui và xem cho vui vậy á, để biết được là bên đây có những cái khó khăn như thế nào đối với những cái người mà mới qua bên đây sống. Cái thịt bò này chắc nấu bò kho ngon hơn, mà nãy em xào nó không có ngon. Em nghĩ thịt bò này nấu bò kho ngon hơn. Ăn mong bạn ăn mong cải vào bụng ngon hơn. Em hãy ăn cái sushi không chấm tương thử xem nào. Mấy gậy mắt nó sao á, nó cứ mờ mờ, có lẽ là không ngủ, ngủ không đủ giấc, hay là do dán mắt vào điện thoại nhiều quá hay sao. Không mà không chấm tương thì nó hơi lạ. Bởi vì em biết tại sao cái sushi của Nhật á, đi Hàn Quốc á, cái nước tương của họ lạ lắm, còn nước tương này của mình mặn, chấm vô mặn không chết rồi.
chấm vô thì nó mặn, mà không chấm nó là khổ ghê. Em nghĩ cái này hồi là bông cải ăn hết mà thịt bò ế. Thịt bò dai bị ế. Mấy hôm nay em không có đi chợ, nhà có gì làm đó. Dai quá. Quá dai bò. Ăn nổi à. Cắn nhầm cái miếng dai quá. Nè. Em cắt cũng ngay sớ ngang mà. Có nhiều cái sớ ngang, nhiều cái sớ xui. Chồng em không cắt cái thịt bò này hay lắm. Không biết cái sớ xui sớ ngang cắt hay lắm. Ủa? Đi đâu á? Thịt bò dai à? Dai món ngon. Dai, vậy nhá. Lên ngồi ăn nè. Ừ, lên ngồi ăn sushi nè. Đi. Ừ, vậy đó hả? Ừ. Ừ, quá rồi. Ừ. Mặc áo cho con nó lạnh thôi. Thật biết. Thôi, mình nghỉ, ngưng rồi, no rồi, nghỉ nha. Ừ. Đúng rồi, ăn thử ốc á. Thử ốc bên đây sao? Ốc này các bạn biết không, bên đây nó bán trong cái hộp vậy. Nó bán trong cái hộp, nó xào sẵn luôn. Mình bỏ ngăn đá. Khi nào ăn á, cái đem về bỏ microwave. Hoặc có những người nào mà họ muốn làm ngon hơn nữa thì bắt đầu rửa hết cái nước cốt dừa đi, rồi xong bắt đầu cái xào lại, lấy nước cốt dừa khác xào lại. Cái món ốc này mình ăn của bà chị kia phải làm ngon, bây giờ phải làm lại á, phải xào lại ăn ngon. Có xào lại ăn béo béo béo. Ốc ớm một chút xíu. Ốc ớm nhá. Một xíu. Không chịu, đi vô. Đúng là thật sự cái nước cốt nó không có ngon thiệt. Ăn cơm cái gì? Thịt gà hả? Bò xào ấy. Ờ. Cái này có tiền dai nha ba. Ăn rồi. Ăn thử chưa? Được không? Có nhiều có nhầm miếng em cắt xui á, nó bị dai á. Em nghĩ là do cái thịt bò á anh. Do thịt này nó dai, thịt này để nấu hầm. Hả? Thế sao? À, ngủ không ra giờ chạy ra kìa. Rồi đây, leo lên ngồi. Leo lên. Leo ngồi đi con. Từ từ.
ghế, đem ghế ngồi. Nó nghỉ rồi, đem ghế ngồi không? Trời, nó miệng rồi, xong, bây giờ chắc mình phải ngưng thôi. Ăn một miếng này nữa cuối cùng. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách subscribe bên dưới, để lại comment của nêu công nghệ của mình. Và hãy like cho mình một like để ủng hộ tinh thần mình nha. Cảm ơn, bye bye và hẹn gặp lại.